Xin chào tất cả các mọi người, xin chào tất cả các học viên ban môn Văn hóa công dân và xin chào tất cả các học sinh đang học lớp 5. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu những vấn đề chung về chương trình theo khoa phương pháp dạy học môn giáo dục công dân ở lớp 2 và lớp 6. Cái video này nó chủ yếu dành cho khối 6 thôi, nên là các bạn lớp 6 và bạn lớp 5 thì bạn nên xem, được chưa? Rồi chúng ta sẽ đầu tiên bạn tìm hiểu về mục tiêu của môn giáo dục công dân ở cấp 2 và yêu cầu của chương trình môn giáo dục công dân ở lớp 6. Thì chúng ta sẽ đầu tiên bạn tìm hiểu về mục tiêu môn giáo dục công dân ở cấp 2. Thì nó nhằm giáo dục cho chúng ta chuẩn mực. Của người công dân ở mức độ phù hợp trên lớp tuổi. Trên cơ sở đó góp phần hình thành những phẩm chất nhân cách của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, phù hợp với xu thế phát triển và tiến bộ của thời đại. Hầu hết lớp 9 thì chúng ta cần đặc biệt những đặc biệt như sau. Đầu tiên về kiến thức thì chúng ta cần hiểu được những chuẩn về đạo đức và pháp luật cơ bản, phổ thông, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 2 trong các quan hệ với bản thân, với người khác, với công việc và với môi trường sống của mình. Và hậu chúng ta cần phải hiểu được ý nghĩa của các chuẩn mực đối sự phát triển của cá nhân và xã hội, hiểu được sự cần thiết phải rèn luyện và cách thức rèn luyện để đạt được các chuẩn mực đó. Tiếp theo là phần B, đó về kỹ năng, thì chúng ta cần biết đánh giá hành vi của bản thân và của mọi người xung quanh, biết lựa chọn và thực hiện các hành ứng xử phù hợp đối với các chuẩn mực đạo đức, pháp luật, văn hóa xã hội trong giao tiếp và trong hoạt động, đó là học tập, lao động, hoạt động tập thể, vui chơi giải trí, vân vân. Việc tự tổ chức việc học tập và rèn luyện của bản thân theo các yêu cầu của các chuẩn mực đã học. Phần C về thái độ thì chúng ta cần phải có thái độ như thế nào? Đó, chúng ta cần phải có thái độ đúng đắn, rõ ràng trước các hiện tượng, sự kiện đạo đức, pháp luật, văn hóa trong đời sống hàng ngày. Chúng ta cần phải có tình cảm trong sáng lành mạnh đối với mọi người, gia đình, nhà trường, quê hương, đất nước. Và chúng ta cần phải có niềm tin và tính đúng đắn của các chuẩn mực đã học với hướng những tới những giá trị xã hội đẹp chứ không phải những giá trị xã hội nó xấu xa, nó vô nhân đạo nhé. Và chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với hành động của bản thân mình, có nhu cầu về điều chỉnh, tự hoàn thiện mình để có thể trở thành một chủ thể xã hội tích cực năng động. Dạ, môn này chúng tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2, đó là yêu cầu chung của chương trình giáo dục công dân lớp 6. Thì lớp 6 chính là lớp đầu tiên của trường trung học cơ sở. Vì vậy môn này lớp 6 phải góp phần thực hiện mục tiêu chương trình của bộ môn ở trường trung học cơ sở và phù hợp với đối tượng học sinh lớp 6. Cụ thể có những yêu cầu như sau. Một vùng môn giáo dục công dân phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển kết quả dạy học môn đạo đức tiểu học theo chương trình tiểu học ban hành kèm theo quyết định 16 năm 2016 quyết định bộ giáo dục đào tạo ngày 5 tháng 5 năm 2016 của bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo chuẩn bị cho các em học lớp trên. Đạo đức giáo dục công dân rất là hợp nhau ấy, được chưa? Hệ thống phát triển một đạo đức và pháp luật ở lớp 6 góp phần với phục toàn vị nhân cách của học sinh, giúp cho chúng ta biết được cách ứng xử để giải quyết các mối quan hệ thường ngày phù hợp với các yêu cầu của xã hội và sự phát triển của bản thân. Những nội dung giáo dục ở đây đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, cùng với cuộc sống. Nội dung chương trình môn giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở nói chung và ở lớp 6 nói riêng, đó chính là những giá trị đạo đức thể hiện quan hệ của chủ thể của bản thân với mọi người, với công việc và môi trường sống xung quanh của em hàng ngày. Ở cấp 2 mình vẽ lắm, nhưng cấp 3 đến lớp 10 toán vào những kiến thức nào rất là khó, rất là phức tạp, chúng không thể nào hiểu nổi, được chưa? Yêu cầu của việc tổ chức về học môn giáo dục công dân là phải hình thành ở học sinh xúc cảm, tình cảm, niềm tin đạo đức, vì đó động cơ bên trong giúp các em tự hoàn thiện, tự điều chỉnh để vươn tới cái chân thiện mỹ trong cuộc sống. Đây chính là yêu cầu đó đặc trưng của môn giáo dục công dân so với một số môn học khác và cũng là yêu cầu bức xúc trong giai đoạn hiện nay. Phương pháp của yêu cầu trên mà phương pháp về học môn giáo dục công dân cũng có những yêu cầu mới. Về học môn này không đơn giản chỉ là truyền thụ tri thức mà còn phải hình thành được tình cảm, niềm tin đạo đức, pháp luật và nhất là hình ảnh hành vi hoặc về đạo đức pháp luật của mỗi học sinh, cần tránh lối dạy thiên về lý thuyết khô khan xa rời thực tiễn cuộc sống và cần phải tổ chức các hoạt động học tập đa dạng qua hoạt động mà khai thác được những chất liệu cuộc sống và vốn kinh nghiệm đã có ở bản thân mọi học sinh và giúp cho chúng ta thấu hiểu nội dung về luyện thái độ bổn phận niềm tin thực hành các chuẩn mực giá trị và mẫu hành vi tích cực mà đại học đặt ra. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về phần 2, đó là nội dung chương trình môn giáo dục công dân. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về cấu trúc chương trình môn giáo dục công dân, thì cấu trúc sẽ gồm có hai phần. Đó là phần phát triển mực đạo đức và phần phát triển mực pháp luật. Đầu tiên, đó là phần
phát triển mực đạo đức thì sẽ gồm có ba chủ đề, đó là sống cần kiệm, liêm chính, trí vô tư, sống tự trọng và tôn trọng người khác, không có kỷ luật, sống như ái vị tha, sống hội nhập, sống văn hóa, sống chủ động và sáng tạo, sống mục đích. B. Bó pháp chuẩn mực pháp luật và ngày chủ yếu học trong kỳ 2. Đầu tiên là quyền trẻ em, bác quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Quyền và nghĩa vụ của công dân về giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế. Các quyền tự do cơ bản của công dân. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền và nghĩa vụ của công dân trong nhà nước. Phép bộ thể bản phân phối chương trình quyền và công dân của cấp 2. Đầu tiên là ở chủ đề 1, sống cần kiệm liêm chính. Cái này phóng to là tí nhá. Này hơi khó đọc. Liêm chính chỉ bông vô tư ở lớp 6 và 2 bài được phim 5 tiêu chí tiết kiệm. Lớp 7, sống phản vị. Lớp 8, tôn trọng lẽ phải liêm khiết. Lớp 9, trí công vô tư. Chủ đề 2, phóng tự trọng và tôn trọng người khác. Lớp 6, tự chăm sóc bản thân thể, lễ độ. Lớp 7, trung thực tự trọng. Lớp 8, tôn trọng người khác, giữ chữ tín. Lớp 9, tự chủ. 3, phóng bó kỷ luật. Lớp 6, tôn trọng kỷ luật. Lớp 7, đạo đức và kỷ luật. Lớp 8, pháp luật và kỷ luật. Và lớp 9, vẫn là dân chủ kỷ luật. Chủ đề 4, phóng nhân ái vị tha. Lớp 6, biết ơn. Lớp 7, yêu thương mọi người, có phương trọng đạo. Lớp 8, xây dựng bình đẳng trong sáng và lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội. Lớp 9, bảo vệ hòa bình. Chủ đề 5, sống hội nhập. Lớp 6, yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên, sống trao hòa với mọi người. Lớp 7, đoàn kết tương trợ, khoan dung. Lớp 8, tôn trọng và hỏi các dân tộc khác. Lớp 9, tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, hợp tác phát triển. Vô ba bí nữa nha, nhiều người không đọc được. Được chưa? Chủ đề 6, phòng bộ văn hóa. Lớp 6, lĩnh vực tế nhị. Lớp 7, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ. Lớp 8, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa của đồng phương tư. Lớp 9, kế hợp phát triển truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tôi tiếp tục nhé, cái này hơi bé một tí. 7, chủ đề 7, phóng chủ động, sáng tạo. Lớp 6, tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội. Lớp 7, tự tin. Lớp 8, tự lập. Lớp 9, năng động sáng tạo, làm việc với năng suất, chất lượng, hiệu quả. Chủ đề 8, phổ bóng mục đích. Lớp 6, mục đích học tập của học sinh. Lớp 7, làm phóng và làm việc có kế hoạch. Lớp 8, lao động và tự phát và sáng tạo. Lớp 9, lý tưởng sống của thanh niên, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đấy là kỳ 1. Tiếp học kỳ 2, chủ đề 1, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Lớp 6, công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Lớp 7, quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam. Lớp 8, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Lớp 9, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Chủ đề 2, quyền và nghĩa vụ của công dân về trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Lớp 6, thực hiện trật tự an toàn giao thông. Lớp 7, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Lớp 8, phòng chống bệnh nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, phòng ngừa tai nạn vũ khí tái nổ và chất độc hại. Các bạn chờ tôi bí. Chủ đề 3, quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa, giáo dục và phát triển kinh tế. Lớp 6, quyền và nghĩa vụ học tập. Lớp 7, bảo vệ di sản văn hóa. Lớp 8, quyền sở hữu tài sản, nghĩa vụ tôn trọng tài sản người khác, nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và quyền công cộng. Lớp 9, quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế, quyền và nghĩa vụ lao động của cộng đoàn, công dân nhầm. Chủ đề 4, các quyền tự do cơ bản của công dân.
lớp 6 quyền được báo và bảo hộ. Lớp 7 quyền bất khả phương phải một chỗ ở, quyền được đảm bảo an toàn và bí mật. Rồi. Ở đây là tôi đang có một phố với nhiệm vụ nó hơi phiền phức nên là tôi mới phải che. Lớp 7 đó quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Lớp 8 đó là quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Chủ đề cuối cùng đó là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong quản lý nhà nước. Lớp 6 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lớp 7, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bộ máy nhà nước cấp cơ sở, xã phường, thị trấn. Lớp 8, hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lớp 9 là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân. Quyền tham gia phạm lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. 2. Nội dung bộ hệ của chương trình môn phân phục công dân ở lớp 6 thì nó sẽ gồm 2 phần và tất cả 18 bài. Phần đầu tiên, phần đạo đức thì sẽ có 11 bài, đó từ bài 1 cho đến bài 11. Bài 1, tự trách pháp về với phương thể. Bài 2, phiên năng phân trì. Bài 3, tiết kiệm. Bài 4, lễ độ. Bài 5, tôn trọng kỷ luật. Bài 6, biết ơn. Bài 7, yêu thiên nhiên, sống hòa hợp thiên nhiên. Bài 8, sống trang hòa với mọi người. Bài 9, tình phục tế nhị. Bài 10, tích cực tham vạn tích cực tự phát trong hoạt động thể và trong hoạt động xã hội. Bài 11, mục đích học tập học sinh. Kỳ 1 chủ yếu là phần đạo đức, còn kỳ 2 chủ yếu phần pháp luật. Tiếp theo, phần pháp luật thì phép có 7 bài, đó từ bài 12 cho đến bài 18. Bài 12, công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Bài 13, công dân nước Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam. Bài 14, thực hiện trật tự an toàn giao thông. Bài 15, quyền và nghĩa vụ học tập. Bài 16, quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Bài 17, về mức khả phương phạm về chỗ ở. Bài 18, báo quyền được đảm bảo an toàn về bí mật thư tín điện thoại điện tín. C, ngoài vai chương trình và dành một thời lượng thích đáng cho các hoạt động thực hành, ngoại khóa và các vấn đề của địa phương. Các ngoại hoạt động ngoại khóa thực hành không đòi hỏi thực hiện phải giống nhau, mà có sự văn hóa phức đa phạm vì tình hình cụ thể của từng trường, của từng lớp và của từng địa phương. Tiếp theo chúng ta phần 3 đó, tài liệu và phương tiện phục vụ dạy học của công dân lớp 6. Đầu tiên nói đến sách và tài liệu thì chúng ta phải đầu tiên nói đến sách giáo khoa. Trong việc đổi mới về sách giáo khoa và phục vụ công dân, nó không chỉ nhằm cung cấp kiến thức mà nó còn là một phương tiện hướng dẫn chúng ta phát học tập, tìm tòi, khám phá, chiến lược kiến thức, kỹ năng mới. Vì trong sách giáo khoa không phân định hành mục rõ ràng, nhưng mỗi bài đều được trình bày theo một tổ chức nhất định, gồm có các mục như sau: đó tên bài, thời lượng, giới thiệu chủ đề bằng chuyện đọc, tình huống, thông tin, sự kiện hoặc tranh, ảnh, biểu bản, v.v. Và sau đó gửi mỗi cái phần giới thiệu chủ đề bằng đó thì sẽ gồm có các logo gợi ý và chính là các câu hỏi nhằm giúp học sinh khai thác tìm hiểu bài học, khác tìm hiểu những cái mà như kiểu giới thiệu chủ đề ấy. Và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung bài học, đó chính là những thứ mà nhằm chốt lại những đơn vị kiến thức cơ bản nhất mà học sinh cần phải nắm và thực hiện được. Và sau đó là phép có bài tập gồm những bài tập phong phú, đa dạng, và biên xử lý tình huống, tiếp theo nhận phép, đánh giá các ý kiến, các quan điểm, các hành vi việc làm, vân, điều tra tình hiểu các sự kiện ở lớp học, trường học, địa phương, đất nước, liên quan đến các giá trị đạo đức, các nội dung pháp luật đã học. Mục tiêu của hệ thống bài tập nội phong mỗi nhằm mục đích, nhằm khắc sâu mở rộng kiến thức cho chúng ta, làm trau dồi thái độ xúc cảm, tình cảm, niềm tin, lý tưởng đạo đức của chúng ta và rèn luyện kỹ năng ứng xử theo các chuẩn mực đạo đức của xã hội chúng ta, được chưa? B, sách giáo viên. Phần này không bắt buộc phải học sinh phải đọc, được chưa?
Phiêu không, giáo viên nào dạy giỏi nhiều kinh nghiệm chắc chắn chẳng vâng vi phí phử cũng cái này đúng không nào? Nhưng đây lại là tài liệu hướng dẫn về mục tiêu, phương pháp, phương tiện, tư liệu phải học chung vào từng bài trong chương trình. Với trước phiêu khoa viên môn giáo dục vâng sẽ gồm hai phần. Đó là phần 1, những vấn đề chung của chương trình, phiêu khoa phương pháp về học môn vâng. Và bên sẽ giới thiệu về mục tiêu môn học, nội dung chương trình, tài liệu và phương tiện, phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá. Phần 2 đó chính là hướng dẫn về học các bài trong một phương vâng ở lớp 6. Trong phần này thì từng bài được trình bày theo cấu trúc bên bài, thời lượng, mục tiêu bài học, những đề phần lưu ý, các hoạt động về trường học chủ yếu, hướng dẫn phải bài tập, không nhất thiết bài nào cũng có hướng dẫn phải bài tập, và tư liệu tham khảo thì không phải bài nào cũng có phần này. Cùng chú ý là những hoạt động và phương tiện hoạt động trình bày trong những bài chỉ có tâm tính chất gợi ý thôi, và giáo viên cần phải cụ thể hóa, linh hoạt, sáng tạo trong việc lựa chọn và vận dụng cho phù hợp với trình độ học sinh và điều kiện của giáo viên, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương. Và ngoài phê viên và phê khoa ra thì còn một số tài liệu tham khảo khác dành cho giáo viên học sinh như bắt bố như sau. Chúng ta sẽ bằng phê các tài liệu khác thì chúng ta sẽ gồm có các hai tài liệu sau học sinh có thể sử dụng, đó là học sinh có thể sử dụng, đó là chuyện đọc giáo dục môn văn 6, bài tập giáo dục môn văn 6, giáo viên cũng có thể sử dụng cái này. Học sinh thì học sinh có thể đọc về đổi mới phương pháp dạy và học ở trên trung học cơ sở, nhưng mà giáo viên thường là người phải bắt buộc phải nghiên cứu. Ngoài ra cần sử dụng các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và các tài liệu khác nữa, được chưa? Tiếp theo chúng ta phần 2 là thiết bị phương tiện. Thì về học môn giáo dục công dân theo tinh thần đổi mới phương pháp, phải khuyến khích việc tăng cường sử dụng các thiết bị phương tiện trong quá trình dạy học và chống khuynh hướng cạnh tranh. Các thiết bị phương tiện sử dụng trong tiết học giáo dục công dân có thể là, đầu tiên là các kiểu bản, số liệu, phương đồ mô hình, có thể là các tranh ảnh, có thể là các băng hình, băng cassette, nhưng thường là băng hình, có thể là phiếu học tập, có thể là giấy khổ lớn bức dạ, hoặc có thể là đồ dùng để chơi đóng vai, được chưa? Và các thiết bị phương tiện này chính là điều kiện để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, làm tăng tính hấp dẫn, hứng thú và loại trừ các vật lý thuyết khô khan và áp đặt cho học sinh. Và các thiết bị phương tiện có thể do nhà trường tự trang bị, có thể do giáo viên, chính giáo viên bộ môn tự chuẩn bị, hoặc có thể do chúng ta sưu tầm, điều tra, thực hiện, tìm hiểu, thực hiện với sự hướng dẫn giúp đỡ của các giáo viên bộ môn. Và việc sử dụng các phương tiện trong giờ giáo dục công dân nó phải một hợp lý và hiệu quả, đúng mức, đúng lúc và đúng chỗ, tùy thuộc vào nội dung tính chất của từng bài, tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể của lớp, của từng trường và của từng địa phương, tránh tình trạng sử dụng một cách hình thức. Theo chúng ba phạm tôi sẽ giới thiệu về phương pháp dạy học môn dân. Đầu tiên là một số quan điểm chung. Thì phương pháp dạy học môn này phải phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học. Chúng ta cần phải được tích cực hoạt động để tự phát hiện và chiếm lĩnh các tri thức, kỹ năng mới, hình thành thái độ tích cực với sự hướng dẫn đỡ của các giáo viên bộ môn. B. Giáo viên bộ môn cần phải nắm vững mục tiêu của môn học và cấp học và tăng cứ mục tiêu cụ thể của từng bài học, tăng cứ vào năng lực, trình độ của học sinh và điều kiện hoàn cảnh cụ thể mà thiết bị thiết kế thành những hoạt động tổ chức đối với học sinh thì anh có hoạt động đó. C đó là về học môn giáo dục công dân phải gắn kết chặt chẽ với cuộc sống thực tiễn đời sống hàng ngày, được chưa? Và giáo viên bộ môn phải hướng dẫn học sinh chúng ta liên hệ giữa bài học với đời sống đạo đức pháp luật, chứ không phải là bước phải ý biết khô khan ai mà hiểu được, đúng không? Môn giáo dục công dân nhiều người bảo là nó chẳng học gì môn phăng như kiểu buồn ngủ đấy, nhưng mà được chưa? Vâng, học sinh điều tra tìm hiểu các sự kiện, các vấn đề trong lớp, trong trường, ở địa phương có liên quan đến chủ đề bài học, hướng dẫn học các em. Hướng dẫn các em phát huy vốn kinh nghiệm sống của bản thân để phân tích, lý giải, tranh luận các tình huống, các sự kiện thực tế. Mình về bách quay thì mình cũng giống như kiểu Long Phi thôi, như các bạn nhé. Rồi. Đề các phương pháp và hình thức dạy học môn giáo dục công dân rất là đa dạng và phong phú. Giáo viên bộ môn cần phải biết sử dụng sáng tạo các phương pháp truyền thống, đầu tiên là diễn giảng, được chưa? Tiếp theo đàm thoại, trực quan kể chuyện v.v. và vận dụng linh hoạt các phương pháp hiện đại hơn, đó là thể lực nhóm, đóng vai, tổ chức các trò chơi, giải quyết các vấn đề, đề án, xác định giá trị, v.v. và sử dụng nhiều hình thức tổ chức dạy học, đó là học cá nhân, học theo nhóm, học theo lớp, hình thức dạy trong lớp và ngoài lớp, ngoài trường, chậm nhưng mà thường là dạy trong lớp nhiều, ngoài lớp, nhà trường bạn. Ví dụ như là có thể là tổ chức các buổi học, buổi ngoại khóa, tức là chúng ta đã tổ chức hình thức dạy ngoài lớp, ngoài trường rồi, được chưa?
Phương thứ hai đó là một phương pháp cụ thể thì có rất là nhiều phương pháp dạy học, nhưng bài điệu này nó chỉ với việc một phương pháp dạy học cũng như ưu thế trong việc phát huy tính tích cực của học sinh trong việc học môn công dân, tức là nó không giới thiệu hết đâu, được chưa? Tôi sẽ giới thiệu phần phương pháp thứ nhất, đó chính là phương pháp kích thích tư duy. Thì đặc điểm của nó như thế nào? Đây chính là kỹ thuật dạy học của các giáo viên dựa vào những hiểu biết sẵn có của học sinh, được chưa? Thì sẽ đặt ra một hệ thống câu hỏi gợi mở để kích thích cho học sinh liên tưởng giữa điều đã biết và thực tiễn, hình thành ở các em ý tưởng mới để phát ra cách giải quyết những cái mâu thuẫn để chúng ta có thể hiểu được các vấn đề liên quan đến đạo đức và pháp luật, được chưa? Và vậy làm thế nào để giáo viên sử dụng nó? Thì qua một số câu hỏi gợi mở thì giáo viên sẽ nếu vấn đề cần được tìm hiểu trước các học sinh cả lớp hoặc trước nhóm để chúng ta suy nghĩ, được chưa? Và khích lệ các học sinh phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt, được chưa? Và liệt kê tất cả các ý kiến phát biểu trên bảng hoặc giấy to, không ngoại trừ ý kiến nào, trừ trường hợp trùng lặp, được chưa? Trùng lặp thì nói làm gì, đúng không? Sau đó sẽ phân loại các ý kiến và sẽ là phán bỏ những ý kiến nào chưa rõ ràng và thử luận sâu từng ý. Và cuối cùng là tổng hợp ý kiến của học sinh và hỏi xem các em có thắc mắc hay bổ sung gì không, được chưa? Vậy thì giáo viên khi sử dụng phương pháp này thì có như ý như thế nào? Thì phương pháp này kích thích tư duy có thể dùng để lý giải bất kỳ một vấn đề đạo đức, pháp luật nào, không đặc biệt phù hợp với các vấn đề ít nhiều đã quen thuộc trong học tập của chúng ta rồi. Và báo việc các ý kiến phát biểu nên ngắn gọn chứ không nên vài dòng văn tự, được chưa? Cô giáo tôi viết là rồi ôi, viết đoạn văn ngắn thôi, cứ viết vài dòng văn tự. Chưa? Càng ngắn gọn, càng viết dài thì phải phép đoạn văn nhiều, được chưa? Có một phụ giáo viên vậy văn bảo thế, được chưa? Có thể là ở trong thủ đô ấy, được chưa? Rồi, đây là có thể luôn nhá. Tiếp tục, tất cả các ý kiến đều được hoan giáo viên hoan nghênh một chấp nhận một cách khéo léo, tế nhị mà không cần phê phán đúng sai, được chưa? Cuối giờ thảo luận, giáo viên nên tổng hợp lại để học sinh có thể dễ hiểu nhiều hơn. Đấy chính là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai đó, phương pháp thảo luận nhóm. Thì bên này chúng ta làm nhiều rồi đúng không? Làm nhiều trong chương trình VN rồi, được chưa? Tôi cũng từng học VN. VN là có hoạt động nhóm đấy, được chưa? Thì đây chính là một phương pháp được sử dụng giải nhằm giúp chúng ta tham gia một cách chủ động vào quá trình học tập. Học sinh ngoài chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến hay để giải quyết một vấn đề về nguồn đạo đức pháp luật nào đó, được chưa? Vậy thì các bạn có muốn biết giáo viên sử dụng nó như thế nào không? Thì mình sẽ cho các bạn biết. Đó là giáo viên giới thiệu chủ đề của thảo luận. Nếu các câu hỏi có liên quan đến chủ đề, có thể ở nhóm này chủ đề, nhóm này câu hỏi này, nhóm này câu hỏi kia, nhóm kia lại câu hỏi kia, đấy, được chưa? Ví dụ thì rất là nhiều, được chưa? Tôi chẳng nói hết được đâu. Và chia học sinh làm các nhóm và nhiệm vụ để các nhóm tiến hành thảo luận và ghi kết quả thảo luận phát với khối lớn, nhưng mà bốn phố trường lại ghi ra cái bảng phụ đó, đúng không? Nếu không khí thì trầm tĩnh thì có thể bắt đầu cuộc thảo luận bằng một câu chuyện hay một bức tranh gợi ý để cho nó bớt trầm tĩnh thì được chưa? Và giáo viên cần khích lệ học sinh cùng tham gia đóng góp ý kiến, không nên chê bai một ý kiến nào, được chưa? Chứ không phải là ý kiến này sai là chê bai ngay lập tức cũng thế là không được, được chưa? Thế là mất lòng học sinh, và vì vậy cũng dâng mà lại. Rồi, nhóm trưởng hoặc thư ký ghi chép các ý kiến và đại diện nhóm trình bày kết quả học tập trên lớp. Thế là xong. Vậy thì giáo viên sử dụng phương pháp này nó cần có những ưu ý như thế nào? À, đó là chủ đề thảo luận phải phát nội dung bài học với trình độ học sinh, được chưa? Chứ không phải là đưa ra câu hỏi nào quá khó, phức tạp thế nọ thế kia, không hiểu được, được chưa? Các chia nhóm nó phải hết sức linh hoạt, luôn thay đổi để tạo điều kiện cho mỗi học sinh được giao lưu với tất cả các học sinh trong lớp, tránh chỉ giới hạn trong một nhóm cố định. Kết quả thảo luận nhóm sẽ được phải trình bày trên bảng hoặc phung quanh tường của lớp học, được chưa? Nhưng thường mà trên bảng. Nếu mà ở tường của lớp học thì phải đóng đinh, sau đó mình cứ chế mà treo lên thôi, đúng không? Đúng không? Rồi, kết quả thảo luận nhóm và từ nhóm trưởng thư ký cùng nên vâng phiên để từng học sinh đều được rèn luyện kỹ năng cần thiết. Cái phương pháp này được dùng nhiều rồi, được chưa? Mình lại chẳng vâng phải giải thích vì giải thích về vòng bị dưỡng. Về thậm chí cái này chúng ta đã làm nhiều biển học rồi, được chưa? Phương pháp phê đó, phương pháp đóng vai. Đóng vai ở đây, đóng vai thì không được sử dụng nhiều. Ở trên Bắc Bình miền núi thì phương pháp này nó không được sử dụng nhiều đâu các bạn ạ.
Nơi tôi đang ở cũng chẳng thấy đóng vai đóng viết gì cả, đóng vai thì cũng thấy nhưng mà nó ít. Được chưa? Đọc điểm thì đóng vai chính là một phương pháp thực hành, làm thử một số các ứng xử vào đó trong một tình huống đạo đức phải được định. Phương pháp này có tác dụng như thế nào? À, đó là giúp cho chúng ta thực hành những kỹ năng trong môi trường an toàn, được phán xét trước khi phải phát các tình huống thực, và gây được chú ý và hứng thú đối với người học, và tạo điều kiện làm nảy sinh óc sáng tạo của chúng ta, và làm khích lệ sự thay đổi thái độ hành vi của người học theo định hình trước. Và học sinh có thể thấy ngay tác dụng và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của các vai diễn. Vậy thì giáo viên nên sử dụng như thế nào? Đó là đầu tiên giáo viên phải giới thiệu tình huống, do các nhóm thảo luận xây dựng kịch bản và phân công khám vai. Các nhóm bên đóng vai xong thì học sinh nhận xét đánh giá. Học sinh nhận xét đánh giá xong thì giáo viên chốt lại. Đấy, cái này thì nếu mà nói về mặt việc thì ở lớp 8 với 9 là học nhiều ấy, được chưa? Rồi, vậy thì khi sử dụng phương pháp bên này thì giáo viên bộ môn cần phải có những lưu ý gì? Đó, tính mục đích của tình huống nó phải thật rõ ràng, chứ không phải là cứ vấn đề về phức tạp bên nọ bên kia, về chưa? Bởi tình huống này phải vẽ đóng vai, nó không nên quá phức tạp, quá phức tạp thì sẽ gây khó hiểu cho nhiều học sinh, được chưa? Và mọi học sinh phải đều được tham gia quá trình thảo luận xây dựng bài kịch bản, vừa đóng vai hoặc phục vụ cho việc đóng vai của các bạn trong nhóm. Và giáo viên cũng nên khích lệ vào những học sinh nhút nhát cùng tham gia, đúng không? Nếu mà học võ nhút nhát không tham gia, cứ ngồi ì ra đấy thì không được đâu, được chưa? Và trong các nhóm thảo luận thì giáo viên phải đến từng nhóm, phải quan sát, lắng nghe, kịp thời phát hiện ra những cái khó khăn lúng túng của học sinh để có thể hỗ trợ giúp đỡ và điều chỉnh kịp thời. Đấy chính là phần C. Tiếp theo phần cuối cùng đó phần D, và phần phương pháp giải quyết vấn đề. Thì đây chính là một cách thức hướng dẫn chúng ta phát hiện ra những vấn đề, xem xét, phân tích những hiện tượng đạo đức pháp luật đang tồn tại và xác định cách thức giải quyết vấn đề đó. Cách sử dụng thì sẽ nêu ra một vụ mâu thuẫn của thực tế. Ví dụ, tại sao hiện nay đa số thanh thiếu niên học sinh không bị sự bám dỗ của ma túy, trong khi đó vẫn còn một số ít em bị ma túy bám dỗ? Thì chúng ta phải đặt học sinh vào thành bài giải quyết, và thử trong gia đình em có anh em hoặc trong lớp em có bạn nghiện hút thì em sẽ có giải pháp như thế nào, thì chúng ta sẽ giải giúp học sinh tìm hiểu những nguyên nhân của hiện tượng, giúp học sinh nêu lên những giải quyết vấn đề và phân tích ưu nhược điểm của các giải pháp khác nhau và quyết định chọn giải pháp tối ưu nhất. Vậy thì giáo viên khi sử dụng phương pháp này thì có những có lưu ý gì? Đó là vấn đề phải được lựa chọn phải phù hợp với mục tiêu và gắn với thực tế, chứ không phải là thấy thực tế không dùng mà cứ cho vào khiến gây khó phết cho học sinh là không được đâu nhá. Và cần phải phát huy với được sự suy nghĩ sáng tạo của học sinh, với giải quyết vấn đề lại là phải có lợi nhất và cần kết hợp với các phương pháp dạy học khác. Được chưa? Môn giáo dục môn văn thì nó lại gắn liền với môn văn nhiều hơn là môn sử, được chưa? Cho nên là giáo dục môn văn nó thường mang chủ yếu vào trình nhân đạo, được chưa? Với phương pháp tiếp theo là phương pháp tổ chức trò chơi. Phương pháp này tôi chẳng thấy phương pháp này nhiều trường không sử dụng đến đâu, được chưa? Vì trò chơi đó chính là một phương pháp rất hiệu quả để thu hút tham gia của học sinh. Trong buổi chơi mọi người đều bình đẳng và cố gắng thể hết mình. Vì vậy, tổ chức trò chơi chẳng những là biện pháp để tăng cường hứng thú trong lương học tập, nâng cao sự chú ý, thay đổi các trạng thái tâm lý mệt mỏi trong quá trình học tập, nhận thức, mà còn là một biện pháp về việc phát kỹ năng ứng xử, giao tiếp, củng cố và phát triển khả năng tự tin của các em trong học tập và trong gia đình, hoạt động xã hội. Vì nó có tác dụng gì? À, nó có tăng cường khả năng chú ý của các bạn chúng ta, được chưa? Và nó nâng cao hứng thú cho người học, được chưa? Có phần làm giảm mệt mỏi, giảm căng thẳng trong học tập của học sinh, làm chúng ta giải trí này, làm chúng ta thoải mái hơn, đúng không nào? Và tăng cường khả năng giao tiếp giữa giáo viên với học sinh và giữa học sinh với nhau, được chưa? Vậy thì giáo viên sử dụng như thế nào? À, giáo viên cần lựa chọn những trò chơi dân gian mà có nội dung phù hợp nội yêu cầu nội dung bài học, chứ không phải là cứ thấy trò chơi này cứ bê vào lập đề không được, được chưa? Thầy và trò có thể dựa trên nội dung bài học để sáng tạo ra trò chơi mới, được chưa? Được chưa? Nhưng mà mấy cái trò này thì nó có thể đơn giản, ví dụ như là xác định xem là ai vi phạm pháp luật, ai vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, đúng không? Phải nói rất là đơn giản thôi, đúng không? Và thông qua trò chơi thì giáo viên sẽ gợi ý cho học sinh thảo luận hai phát yêu cầu bài học. Vậy ở đây thì nó cũng có những điều lưu ý khi sử dụng phương pháp này, thì chúng ta cũng phải nắm rõ mục đích của cuộc chơi. Ví dụ, trò chơi chỉ để giới thiệu bài, để khởi động, để hâm nóng, hoặc để thư giãn, hoặc là để truyền tải một kiến thức nào đó, rất là phức tạp. Đây, nó truyền tải, nó ghi sai trên tảng các bạn nhá. Rồi,
thì phải nắm được quy tắc chơi và tôn trọng luật chơi, đúng không? Không ai là ngoại lệ cả, đúng không? Đấy, thế gọi chưa? Và trò chơi phải để phải được phải vẽ tổ chức và thực hiện, đúng không? Và sau khi chơi thì giáo viên cần tổng kết lại cho học sinh rõ là đã học được những gì qua trò chơi này. E, phương pháp đề án. Cái phương pháp này có thể được thiết kế với nhiều nội dung khác nhau. Buổi hôm nay ngắn thôi. Điểm của phương pháp này là giúp học sinh thực tập tự thiết kế các kế hoạch hoạt động, học tập từ đơn giản đến phức tạp để vẽ nhận thức các giá trị, tạo ra niềm tin và rèn luyện được các kỹ năng ứng xử, kỹ năng khác là việc phục vụ của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước vì nó có tác dụng gì. Mà phim giúp học sinh có điều kiện thực hành ngay những kiến thức đã học, phê đánh giá kết quả, có cơ hội rèn luyện những kỹ năng như giao tiếp, quyết định, giải quyết vấn đề là mục tiêu. Cách sử dụng để có một đồng hành ăn tốt thì học sinh cần xác định mục tiêu trong đầu, nói lên cách đạt mục tiêu đó, xác định xem cần phải kết hợp với ai, xác định các bước trong việc thực hiện đề án, triển khai thực hành đề án, đánh giá đề án, các em đã học được những gì và học đạt được những gì, những người tham gia khác đã học được điều gì. Vậy những điều lưu ý khi được sử dụng phương pháp này thì đó chính là những đề tài thiết kế đề án phải phù hợp với mục tiêu với vùng của bài học và trình độ học sinh. Chủ đề thiết kế đề án phải rõ ràng dễ hiểu, tôi em hành vì nội dung đơn giản với phức tạp chứ không phải là phức tạp trước phổ đến được vào sau nhé. Cuối cùng đó chính là phần 5, đó phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vân vân. Đầu tiên nó là phía tập trung của kiểm tra đánh giá. Trước đây thì kiểm tra đánh giá kết quả học tập và công dân đó chính là kiểm tra đánh giá sự nhận thức khái niệm mà chưa quan tâm thỏa đáng đến việc kiểm tra thái độ kỹ năng hành vi vận dụng kiến thức đó cuộc sống không. Chương trình mới đòi hỏi tiến hành việc kiểm tra mà người trên bắt mặt sự hiểu biết khả năng vận dụng kỹ năng và thái độ kiểm tra hình thức gặp giúp học sinh và giáo viên đánh giá mức độ đạt được sau yêu cầu mục tiêu phải học đã đề ra để phần đầu khắc phục. Và không chỉ có giáo viên kiểm tra đánh giá kết quả học tập đâu mà còn có sự kết hợp giữa giáo viên vừa việc học sinh tự đánh kiểm tra đánh giá với việc nhận xét thực tập thể học sinh và của giáo viên. Hình thức kiểm tra đánh giá không chỉ qua bài viết của học sinh mà còn qua việc giải thích các tình huống, test, các kết quả, qua các loại hình hoạt động thực tế và lưu của học sinh. Khi đánh giá kết quả học tập của học sinh thì giáo viên tập thể hóa hình thức đó là cho điểm thang điểm 10 với các bộ môn lấy điểm và kết hợp với hình thức nhận xét giống như các môn âm nhạc mỹ thuật thể dục. Chỉ ba mục tiêu của dạy học với phục công dân đó là năng lực nhận thức, kỹ năng vận dụng lý thuyết và giải quyết các tình huống đức pháp luật của những phép thái độ ý thức hợp tác trong học tập của học sinh và giáo viên giảng dạy phục công dân và phù hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc nhận xét đánh giá kết quả học tập về dạy phòng học sinh theo chủng mục của môn phục công dân và đó chính là những điểm mới cần lưu ý trong khâu kiểm tra đánh giá kết quả học tập của phục công dân. Tiếp theo là phần 2, đó là một số phương pháp đánh kiểm tra đánh giá cụ thể thì chúng ta sẽ có hai loại kiểm tra đánh giá đó chính là kiểm tra qua bài viết của học sinh thì đây chính là phương pháp đánh giá truyền thống song cần nhớ điểm mới là không cần chỉ kiểm tra phổ lòng mà chủ yếu kiểm tra trình độ hiểu và vấn đề và khả năng vận dụng đề đây chính là kiểm tra sự sáng tạo năng động trong hoạt động nhận thức của chúng ta vì vậy bài viết có thể là một bài tập tình huống có thể là một sự kiện để chúng ta các em đánh giá nhận xét tự tìm ra cách ứng xử với giải quyết các vấn tình huống của bản thân hay của người khác. Phần B đó kiểm tra qua các hoạt động của học sinh. Khi tổ chức hoạt động dạy học trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp như hoạt động lao động tập thể, hoạt động xã hội, qua các hình thức thi tìm hiểu về chủ đề, qua các sản phẩm sưu tầm hoặc sáng tác với hình thức tranh vẽ, viết tập và phúc. Bây giờ ngày nay có cái mỗi môn thì đều ít dành ít nhất một một tiết học về liên quan đến hoạt động trải nghiệm sáng tạo, được chưa? Một hai tiết học, được chưa? Hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Tức là đã tổ chức cuộc thi và trong các hoạt động của phim chúng ta rồi đấy. Và có thể nói kiểm tra đánh giá rất đa dạng phong phú với mục tiêu đánh giá một quá trình học tập về việc thể hiện và nhận thức, thái độ, cảm xúc, vi phạm hành vi, học về đạo đức pháp luật của học sinh. Và bố với nội dung giáo dục công dân thì được phép hợp với chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp ở lớp 6. Được chưa? Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở lớp 6 thì chủ yếu là nó mang tính chất đó là liên quan đến một vấn dân rất là nhiều, được chưa? Để có thể đánh giá toàn diện nhân cách của chúng ta, chưa hết là trên quá trình rèn luyện hành vi, đạo đức, ý thức pháp luật. Vậy buổi giao lưu trực tuyến đến đây kết thúc rồi. Chắc chắn sau buổi học ngày hôm nay thì chắc chắn bạn sẽ yêu quý môn phục vụ công dân nhiều hơn. Bây giờ xin chào.
và để xem bạn phải đủ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.